Dạ vâng, Khả năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Địa chỉ của em là An Lão Hải Phòng anh em nhé. Anh em nào đi, trước khi đi có thể liên hệ trực tiếp Khả năng qua số điện thoại 032 6062 789 hoặc Zalo số 0936 405 926 nhé. Em sẽ tiếp nhận điện thoại ở chỗ cái số điện thoại 032 6062 789 nhé. Cái Zalo thì đôi khi em không cầm máy, anh em nào gọi sang cái số Zalo thì đôi khi nắm lúc em không cầm máy không nghe được ấy, các bác thông cảm. Còn anh em là gọi em vài lần thì nó sẽ em chắc chắn sẽ cầm máy thôi. Ban ngày thì em tiếp khách tương đối nhiều việc một chút, anh em có thể thông cảm. Đó, ngày hôm nay thì Khả năng ô tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe mà giá trên 100 triệu đồng một tí thôi, 106 triệu đồng, đời 2000. Đó, Mazda 323 bản đủ túi khí anh em nhé. Có túi khí đầy đủ anh em ơi. Dòng Mazda này động cơ 1.6 đó, bản đủ có la đăng đúc, túi khí. Anh em màu đen CNC sạch đẹp, anh em về làm xe dịch vụ vẫn rất ok. Các bác nói thật, các bác là 100 triệu thôi nhưng mà chiếc này vẫn là có thể làm xe được, làm xe kiếm thêm thu nhập được. Nếu anh em nào chưa có nhiều điều kiện để mua những chiếc xe cắt đắt tiền đời cao thì đây là một chiếc lựa chọn hàng đầu để anh em lấy về làm xe đình, vì nó rất là nó lành xe nhá, nó lành hơn cả Vios luôn. Mazda này là dòng xe cao cấp hơn Vios. Vios thì không ăn được chiếc này được. Về form dáng này anh em nhỉ, nên đời 2000 nó lên form mới rồi. Form mới không phải form của những Mazda 323 ngày xưa nữa mà anh em hay tập lái nữa. Nên chiếc này số sàn động cơ 1.6 xăng thì tầm 7 lít trên 100 km. Xuất sắc với khuôn tiền là 7 lít thôi anh em ạ. 7 lít 106 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ. Chỉ 106 triệu đồng bao rút hồ sơ. Biển 12A09768 này. Không biết là chiếc này có gốc Hà Nội hay không nhưng mà em chưa xem đăng kiểm. Gương kính chỉnh điện, vô lăng túi khí, đó. Số la đăng đúc. Rất là sạch đẹp, thương hiệu Mazda đây, rất là nổi tiếng. Anh em có thể lấy về ngay làm xe gia đình. Rất nhiều bác đặt cọc những dòng xe này để em quay lên sóng thì hôm nay em lên sóng trực tiếp cho mọi người cùng ngắm chiếc Mazda màu đen rất là bạch sạch đẹp này. Sơn xi thì em vừa đánh bóng toàn xe nên nhìn nó bóng loáng anh em nhé. Không cần làm gì cả, đổ xăng và là chạy thôi. Máy gầm chắc lịch và em cam kết là không có đâm đụng nặng và ngập nước anh em nhé. Đấy là cái cam kết của em. Còn cái dòng xe cỏ này thì anh em có thể thông cảm được với chuyện xước sát ra đài sốc hay là những cái gì nhất định. Còn lại là con xe cỏ anh em cũng không quá là vấn đề nó xuất sắc như nào cả. Là đây, nhưng mà nó rất là đẹp rồi. Với giá tiền hơn 100 triệu đồng, 106 thôi. Anh em đã có một chiếc xe mà đã bao rút hồ sơ giá này. Bao rút hồ sơ rồi. Về anh em về tên mất vài triệu nữa là anh em chính chủ tên mình một chiếc xe mà bền, độ bền theo năm tháng luôn. Anh em đừng nghĩ nó đời thấp mà anh em chê nó, anh em khẳng định với anh em spec spec 100 triệu được làm sao ăn được chiếc này. Khẳng định với anh em spec 2010 hay là 2011, 2012 không ăn được chiếc này luôn. Vì nó rất là đẹp và chắc lịch. Gầm bẹ chắc, đi rất là sướng, đầm chắc 120 km/h không xi nhê gì luôn. Máy gầm chất, côn số ngọt ngào. Đấy là cái gì? Cái em đã trực tiếp đi mua và trải nghiệm chiếc này nên là em hoàn toàn có thể cam kết mọi người rằng đi rất là sướng luôn. Kính chỉnh điện 4 cánh, đấy, không lỗi cánh nào. Đấy, sơn xi thì anh em nhìn đây, vô cùng sạch đẹp luôn. Có cần làm gì đâu, đổ xăng mà là chạy thôi. Đấy, giá tiền lại hợp lý, rất là vừa túi tiền cho mọi người. Một hơn 100 triệu đồng, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay sẽ quay lên sóng luôn cho mọi người. Để anh em nào có duyên với chiếc này thì anh em lấy được chiếc này về rất là an tâm. Không cần làm gì thêm nhé. Đừng có đấy, vẫn là nhấn mạnh anh em đừng nghĩ nó đời sâu quá mà anh em chê nó nhé. Sơn xi rất là sạch đẹp này. Và gầm bẹ nó chắc thịt, chắc hơn những dòng khác rất là nhiều. Thì dòng Mazda này nó gầm bẹ nó chắc hơn, trọng lượng bản thân nó nặng hơn. Vì sao? Vì nó nặng, nó chắc, nó độ dày của tôn vỏ và cái phần chassis nó rất là cứng nên là nó sẽ bền hơn so với những dòng xe mà nó nhẹ bồng bềnh như Matiz hay là những chiếc Spark thì không thể ăn được chiếc này được. Đấy là nói thật cho anh em. Nếu anh em mua Spark anh em chỉ mua được đời 2010, 2011 và form cũ thôi. Đó, giá tiền này. Nhưng anh em có thể mua được đời 2000 của chiếc Mazda này nhưng nó rất là đẹp. Nó có cả túi khí luôn. Đó. Có cả túi khí luôn và nó chắc, nó là sedan 5 chỗ hai đầu nữa. Đi nó không bồng bềnh, đi cao tốc đóng 120. Nếu bác nào mà mua đóng 120 không được thì anh em về đây giả lại tiền. Đấy, và cho anh em thêm tiền luôn. Đấy, rất là đẹp rồi, anh em không cần làm gì thêm, đổ xăng vào là chạy. Thì phần nội thất thì em sẽ cùng quay cho mọi người nhé. Này, nội thất đây, anh em nhìn tapi sạch đẹp chưa? Rất là sạch đẹp luôn anh em nhé, tapi vô cùng sạch đẹp này. Tapi rắn da, sạch đẹp. Keo chỉ cánh đầu tiên là nguyên zin nhé, không mất phần nào luôn. Sơn xi rất là sắc sắc lét. Và đây là cái phần táp nô này anh em này. Dòng này thì ngày xưa thì khả năng người ta không chạy được dịch vụ đâu. Còn này không biết được anh em nhé. Cái dịch vụ này nó rất là mong manh và dễ vỡ, khó lói. Có thể người ta chạy dịch vụ, có thể không thì em cứ nói luôn. Có thể người ta không chạy dịch vụ. Đó, có thể không.
tùy theo các bác nghĩ. Đây cột kèo nguyên zin này anh em này, cột kèo nguyên zin nhé, không hề đâm đụng gì. Rồi đinh bấm một nguyên, cỏ cỏ này anh em về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, làm gì đâu. Đó, rất là đẹp, tôn vỏ loang quang luôn đấy, rất là xuất sắc, hơn 100 triệu đồng đấy, không mong gì hơn được. Là máy nổ quầy kêu nhưng mà chiếc này nó đẹp xuất sắc, anh em có thể làm xe dịch vụ, xe gia đình. Các bác nào kiếm thêm thu nhập bằng cái tiền này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062759 này. Chỗ ngồi rất là rộng rãi nhé. Đấy, ghế bọc da thương hiệu Mazda. Chân nỉ như này sạch đẹp chưa? Anh em nhìn luôn bản sạch đẹp chưa? Chân nỉ này là chân nỉ không dịch vụ luôn anh em nhé. Rất sạch và đẹp. Tí em sẽ quay vô lăng củ số cho anh em xem. Đây, quay cho mọi người ngắm luôn. Rồi nhá, nguyên zin hết, không mất phân nào. Đình bấm này, có hàn hàn một tí này, có hàn hàn một tí nước vào đây này. Anh em nó bả vào rồi chứ còn nguyên zin không đâm đụng gì anh em nhé. Đó. Quay luôn, có gì xấu thì kể luôn cho mọi người. Đẹp tốt kể luôn, xấu làm gì. Đây, bên này còn nguyên zin nhé. Đó. Đấy. Đôi khi nước nó ngấm vào đây nó tự nó han đi. Anh em nó bả sơn lại, nó quẹt lại và bình thường anh em ạ. Đây, đạp chi cửa đây, vô cùng sạch đẹp luôn. Keo chỉ zin này. Đó. Đấy, cửa keo chỉ còn zin. Đây là ghế ngồi anh em nhé. Chỉnh ba chế độ này, nâng mông này, ngả về sau này, nâng mông này, ngả về trước này. Đó, được cái trần nỉ sạch đẹp lắm nha. Đây là vô lăng của nó, tủ vô lăng củ số của nó anh em này. Vô lăng nó cực kỳ mới ấy. Và có túi khí trên, tích hợp trên vô lăng. Trong này chỉ có một túi khí thôi, củ số đây. Không hề mòn mà cái phần bọc củ số nó vẫn còn nguyên nhé. Theo zin theo hãng luôn. Chưa thèm thay luôn. Vòn mòn mỗi tí này thôi. Này, bác chủ xe bác chắc thích bấm chỗ này. Đó. Chứ còn đâu là anh em nhìn này, còi này, phím còi không hề mòn luôn. Túi khí táp nô rất là sạch đẹp. Em sẽ để đổ chiếc này lên cho mọi người cùng tham khảo cái dòng xe này nhé. Điều hòa rất là mát. Chiếc này thì chắc là chỉ có đầu chạy đầu đài thôi nhỉ. Này vì nó vừa cái khuôn đầu đài này anh em ạ. Đây ấn vào được này, nhưng mà anh em nó không biết ấn. Thì lúc nào đi sẽ nắp cái phần đầu đài mới cho mọi người. Nó gọn gàng vào. Anh em làm thêm. Đó ạ. Để lộ cho mọi người cùng xem nhé. Đây, côn số rất là ngọt ngào luôn. Đó, côn số ngọt ngào. Không cần làm gì cả, đổ xăng mà chạy. Em sẽ bật điều hòa lên anh em này. Máy gầm cực tươi và chất đây, phần AC đây. Ui, Z-Boost luôn anh em ạ. Không cần làm gì, đổ xăng mà chạy củ số đây. Không hề mòn một chút nào. Đó, anh em nhìn này. Đó, sắc tay nắm cầm này, chỗ tì tay này. Rất là nhiều chức năng, mọi người có thể sử dụng này. Cái này thì là dán thôi nhá, cái gì anh em dán cái gì lên đây, giờ bóc phát này hết này. Đó. Bóc là sạch sẽ thôi, cái này bóc hết không có cái gì kìa. Đấy, anh em nhìn đây, bóc là sạch sẽ. Đó, thích nhất cái vô lăng này anh em ạ. Vô lăng này rất là đẹp nguyên luôn, quầy máy nổ quầy kêu đấy. Giờ em sẽ cho mọi người xem phần khoang máy của chiếc xe này. Máy lổ rất là êm anh em nhé. Sơn si phần gabo rất là bóng loáng luôn này. Sơn si rất là bóng luôn. Em sẽ cùng khám phá cái phần khoang máy chiếc xe này cho mọi người cùng ngắm nhé. Đâu nhỉ? Móc mãi không được này. Quái. Đây. Đâu nhỉ? Đây anh em ạ, cho luôn vào đây nhé. Cái này anh em luồn vào đây có cái này này, đó. Các bác móc vào đây ấn lên này, ấn lên lên. Đấy. Mãi không được. Dạ vâng, đây là phần khoang máy chưa được vệ sinh một túi nào. Chưa được vệ sinh một chút nào anh em nhé. Nhưng máy nổ rất êm. Chưa hề vệ sinh luôn, em quay luôn. Vì sao? Vì em bán chuyên bán xe mộc, không có làm tút tát nhiều, không có kiểu tân trang đánh móng hết cỡ mới quay cho mọi người xem. Tất nhiên anh em là rất thích cái sự đẹp đẽ của chiếc xe, nhưng mà không có thời gian đâu ạ, những chiếc này bán rất là nhanh nên em sẽ cùng quay trước. Bác nào thích thì có thể đặt cọc mua xe qua Khả Năng Ô Tô số điện thoại 0326062759 để lấy được chiếc Mazda 323 động cơ 6 đời 2000, giá 106 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Anh em nhìn nhá, này phần sơn si này anh em nhìn, đầu sắt si đầu giằng đây còn nguyên hết anh em nhé. Đó, Santa Fe Gold kìa, xuất sắc luôn, 255 triệu, rất đẹp. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Em sẽ vệ sinh phần khoang máy này.
Nó nhìn nó mới đét thì nó rất đẹp luôn. Dạ vâng, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong chiếc xe Mazda 323 màu đen, sơn xi căng đét đen. À, tư nhân biển Lạng Sơn, bao rút hồ sơ 106 triệu đồng. Đời 2000, bản đủ của túi khí và phanh ABS anh em nhé. À, không biết có phanh ABS không nhỉ? Không biết nhầm không? Anh em cứ nói bừa đấy. Anh em biết có ABS không, nhưng đời này chắc không có đâu. Ê, giá bán này chỉ rơi vào 106 triệu đồng. Anh em nào liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô lấy xe này, xem xe trực tiếp tại địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10 Hà Nẵng, Hải Phòng, lối là vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, giao quốc lộ 10. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào, gặp lại.